Nếu anh em nào có nhu cầu mua nick, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hi, chào tất cả anh em. Đây là sổ sứ mệnh mùa 6 của chúng ta. Hai bộ trang phục thống soái kháng chiến và thống soái đế chế. Thống soái kháng chiến đó chính là của Richter nha anh em ơi. Còn thống soái đế chế là của Quillen. Cùng bộ trang phục của Airi. Mình sẽ mua full luôn 70 cấp ở cái sổ sứ mệnh này. Lần đầu tiên xuất hiện một sổ sứ mệnh 70 cấp. Đó là phụ kiện của Quillen. Đây là phụ kiện tóc của Victor. Rất nhiều phụ kiện khác nhau. Tiếp tục là tóc của Victor. Và đương nhiên lại là tóc của Quillen. À không, đây là thống soái đế chế của chúng ta. Đây chính là phụ kiện mặt nạ mà vị tướng Quillen có, hay người ta gọi là thống soái đế chế, với chiếc mặt nạ mà anh em xem được trên là bộ phim Cuộc chiến các vì sao. Anh em thấy gì không? Đó chính là khung động của chúng ta. Wow, đẹp chưa anh em ơi? Mắt đẹp lung linh ha. Cấp 15 chúng ta có thống soái kháng chiến Richter. Cùng xem cái gì nào. Wow, đây là phụ kiện của Richter nhá. Tiếp theo là cấp 34 là phụ kiện của Richter tiếp. Rất nhiều tóc khác nhau. Ui cha, cấp độ 37 còn được cả quân huy này anh em ơi. Tức là lên cấp độ khác nhau anh em còn được cả quân huy mới lạ cơ. Hiệu ứng biến về ngoài hành tinh. Tiếp tục là tóc của Quillen. Tiếp tục được tặng quân huy này. Điệu nhảy của Airi. Rất nhiều quân huy được tặng anh em ạ. Rất nhiều phụ kiện của Quillen và Victor. Uầy, cấp số 3 chúng ta có một cái cục rất là hay, là quạ đen ạ. Và tiêu điểm chúng ta chính là thống soái đế chế. Ở đây còn có kiếm của Richter mới này, phụ kiện kiếm Richter và phụ kiện kiếm của Quillen. Đẹp thật anh em ạ. Kì đẹp luôn. Đây, đầu tiên là xin review cái phụ kiện của tướng Quillen này. Thanh kiếm. Cực đẹp luôn anh em ạ. Ui cha, đây là mặt nạ của hắn ta. Chất chưa, chất chưa? Anh em thấy đủ chất chưa? Tiếp theo là Richter, thống soái kháng chiến. Cùng xem thanh kiếm của anh chàng này nào. Vì rượu cực đẹp luôn anh em ạ. Trời ơi, sao Liên Quân ngày càng lại ra rất là nhiều cái bộ trang phục và phụ kiện lại tuyệt vời như vậy chứ. Đáng rất là chờ mong sổ sứ mệnh rồi anh em ơi. Đây là khung Amata động. Bên cạnh là khung của Tulen Hoàng Kim ha. Chúng ta sẽ tạo một cái Amata đẹp hơn. Quillen đi. Siêu chất anh em ạ. Đây là Quillen và Richter chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ review cho anh em, đó chính là Richter, bộ trang phục thống soái kháng chiến ha.
Nếu bạn nào chưa từng xem Cuộc chiến các vì sao thì đừng quên xem lại nhé. Đây là thanh kiếm vàng của chúng ta. Ơi, đẹp quá. Điệu nhảy, điệu nghệ. Kiếm xanh. Hiệu ứng chiêu cuối, tiếng động cực kỳ chất. Có thể nói đây là một cái sổ sứ mệnh chuyên về trang phục và các phụ kiện, thực sự rất đẹp anh em ạ. Hy vọng rằng bên Việt Nam nó sẽ tiếp tục ra hai bộ trang phục này. Tiếp theo kiếm đỏ cho anh em này. Trời ơi, kiếm đỏ mới thực sự giống là chiến tranh anh em ạ. Kiếm đỏ và kiếm trắng, kiếm vàng. Làm sao để có thể chê được đây? Victor bản này rất là mạnh chứ. Không sắm hơi phí anh em ạ. Chúng ta ở đây là cực kỳ chất. Chiêu cuối này anh em kiến dấu ấn không ạ? Đây là Richter thống soái kháng chiến chúng ta. Thì ở chiến tranh các vì sao ấy, chúng ta có hai phe, chính là phe đế chế và phe kháng chiến. Mình xin review lại cái chiêu thức 1 của hắn ta ha. Tại vì mình cảm nhận được rằng Richter đẹp nhất là ở chiêu thức 1 và các pha thay đổi kiếm cùng trạng thái trên các địa hình khác nhau. Đừng quên để lại một like và share clip này ủng hộ mình nhé các bạn ơi. Và cảm ơn tới chủ clan của Phố Bò Team đã tài trợ cho mình thực hiện clip này. Ở đây chúng ta có các hiệu ứng hạ gục này. Tiếp theo là hiệu ứng biến về 45 ngày ạ. Không còn gì rồi, ok. Chúng ta hãy đến với lần test tiếp theo. Lần này đó chính là thống soái đế chế Quillen. Đây là Quillen chúng ta khi mà đeo phụ kiện, đó chính là cái mặt nạ nhé anh em ơi. Hiện tại thì mình chưa có phụ kiện, đó chính là thanh kiếm của Quillen và thanh kiếm của Richter. Anh em yên tâm đi, bọn mình sẽ sớm để mà review cho anh em về hai phụ kiện kia. Hiện tại thì chưa có đủ điểm để mà quay cái vòng quay ở trong sổ sứ mệnh mùa 6 anh em ạ. Nên bọn mình chưa review cho anh em được. Thật hên là có ông chủ clan Phố Bò Team mở full sổ sứ mệnh mùa 6 cho mình để mình có thể review và mang tới cho anh em cái cảm nhận sâu sắc nhất về cái bộ trang phục mà bên Việt Nam chưa ra mắt. Chúng ta xem Quillen bộ trang phục bậc S này có gì nhé. Hiệu ứng biến về chắc chắn không có rồi, nhưng mà chúng ta có cái hiệu ứng đó chính là người ngoài hành tinh. Rất chất anh em ạ. Đây là chiếc cuối chúng ta. Có hiệu ứng âm thanh này, hình ảnh. Chiêu 2. Thực ra thì mình cảm thấy rằng cái bộ trang phục của Quillen này điểm nội trội nhất đó chính là chiêu 1 chém đôi và các đòn đánh thường của vị tướng này. Tại vì vị tướng này không giống Richter có các chiêu thức gọi là đường dài hay là diện rộng để mà chúng ta có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của vị tướng này, mà chúng ta chỉ có chiêu cuối, chiêu 2 và chiêu 1 ở trong cái phạm vi khá là hẹp thôi. Nên cái điều và điểm nhấn làm nên cái bộ trang phục này chắc chắn đó chính là chiêu 1 đây. Uầy uầy uầy, chất chưa anh em ơi? Chất chơi người rơi đúng nào. Nếu thứ hai đừng quên để lại một like share clip này nhé các bạn ơi. Like và để lại một bình luận của anh em. Anh em mà thích cái bộ trang phục và thích cái phụ kiện nào?
và anh em mong ở Việt Nam sẽ ra bộ trang phục nào, hay là muốn Việt Nam có sử dụng mệnh cấp 70 hay không? Tại vì chúng ta có cấp 60, cấp 80 rồi, nhưng cấp 70 thì chưa có. Hiệu ứng khá tuyệt vời anh em ạ. Mình cảm giác là chiêu hai của Villain khi mà sử dụng bộ trang phục này rất là mượt mà và cảm giác rất là biến ảo luôn. Sổ sứ mệnh luôn làm một cái nguồn đầu tư, cái hướng đầu tư hợp lý cho anh em. Tức là anh em đầu tư ở đây chắc chắn là có lời. Chưa kể là các lượng tướng, các trang phục anh em thể đổi và nhận được. Bây giờ mình step cho anh em đó chính là cái hiệu ứng hạ địch nhé. Con quả đen anh em thấy chưa? Cực kỳ chất nhé. Ok, đây là hiệu ứng biến về. Chúng ta kết thúc lại review về cái bộ trang phục được trang là thống soái đế chế của Richter và Villain ha. Bây giờ chúng ta đến cái bộ trang phục cuối cùng mà anh em phải nhìn nhận thấy đó chính là của Airi. Đó là bộ trang phục ở cấp độ 1. Đúng rồi, quên. Đó là hai cái thanh kiếm của vị tướng Richter và Villain nhé anh em ơi. Một thanh kiếm, hai thanh kiếm rất là đẹp. Nhưng mà không thể bỏ qua chính là bộ trang phục của vị tướng Airi chúng ta. Đây. Như là các bộ trang phục như là khó học tập hay là khó văn nghệ khác, thì đây là một cái bộ trang phục mới toanh về học đường. Chúng ta nên gọi là gì ta? Khó thể dục thể thao à? Nếu bạn nào biết tên của cái bộ trang phục của Airi, đừng quên comment dưới video này nhé. Đây là sổ sứ mệnh mùa 6. Ui. Rất tiếc là không có bất kỳ hiệu ứng chiến thức gì. Nhưng mà với hiệu ứng biến về này, hiệu ứng hạ địch và ngoại hình bên ngoài, chắc chắn đây là một cái bộ trang phục đáng để chấm điểm, ít nhất là thang điểm 7 đến điểm 8. Tại vì mặc dù không có hiệu ứng nhưng mà cái vẻ ngoài, mình cảm giác đây là một cái vẻ ngoài nó có thể là thu hút được rất là nhiều anh em muốn đầu tư thận thiết vào đây. Ok, chúng ta kết thúc lại đó chính là review sơ qua về sổ sứ mệnh mùa 6. S sẽ quá clip review riêng về 1/3 trang phục này sớm nhất cho anh em. Anh em muốn S review sớm bộ trang phục nào, đừng quên comment dưới video này nhé. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.